hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai các giải pháp mở cửa hoạt động du lịch trong năm 2022, sáng mùng 6 tháng 5, được sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022, chủ đề Hà Nội đến để yêu. Chia sẻ về lễ hội, ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội cho biết: Lễ hội du lịch Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 5 năm 2022 tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ. Và đây là một địa điểm mà rất nhiều du khách trong nước và quốc tế thường xuyên đến tham gia tham quan, và đặc biệt là dịp cuối tuần thì lượng du khách rất là đông. Năm nay thì chúng tôi tổ chức có nhiều điểm mới, trước hết là ứng dụng công nghệ 4.0. Như chị đã biết thì năm nay không chỉ diễn ra lễ hội du lịch trên cái nền tảng trực tiếp mà cả nền tảng trực tuyến, nền tảng số nữa. Do vậy thì rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong nước quốc tế, du khách trong nước quốc tế cũng sẽ được tham gia lễ hội trên cái nền tảng trực tuyến. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều tỉnh, thành phố tham gia, và cái công tác truyền thông không chỉ từ Hà Nội mà từ các tỉnh, thành phố khác cũng sẽ tạo cái hiệu ứng cho chương trình rất là lớn. Và cái thứ ba là chương trình này thì chúng tôi tổ chức đúng cái dịp mà diễn ra SEA Games, và có rất nhiều đại biểu trong nước quốc tế, các tổ chức, các đại sứ quán sẽ tham dự trực tiếp tại chương trình lễ khai mạc diễn ra vào buổi tối ngày 13 tháng 5 năm 2022. Lễ hội còn có sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, ví dụ như Vietnam Airlines, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Viettravel. Đặc biệt, lễ hội còn có nhiều chương trình giải trí nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm kích cầu và nhiều phần thưởng là các chương trình khuyến mãi, voucher, quà tặng du lịch. Bên cạnh đó, lễ hội lần này còn là cơ hội vàng để quảng bá du lịch Hà Nội tới bạn bè các nước tham dự SEA Games 31. Chúng tôi có một công tác truyền thông cho sự kiện. Như chị đã biết thì khai mạc SEA Games là diễn ra vào ngày 12 tháng 5 và bế mạc vào ngày 23 tháng 5 trong năm 2022. Thế thì ngay tại buổi khai mạc là ngày 12 tháng 5, thì trong cái bữa tiệc mà dự kiến khoảng 250 khách mời của thành phố Hà Nội, thì trung tâm cũng được giao thông tin truyền thông về các sản phẩm du lịch của Hà Nội tại cái bữa tiệc đó. Cái thứ hai là tại lễ hội diễn ra vào khai mạc vào 13 tháng 5 ấy, thì chúng tôi mời khoảng 4 đến 50 đại sứ quán của các nước tham gia. Và đây là một cái cơ hội để Hà Nội truyền thông về các cái sản phẩm du lịch, các điểm đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua cái lễ hội này.